Hôm nay chúng ta phải biết có ba cái chữ gian mà đã bao quát cả đời người. Thứ nhất là thời gian. Trong cuộc sống, thời gian vô cùng quý báu. Và do vậy, chúng ta đang sống với thời gian, không để thời gian trôi qua một cách lãng phí, thưa các vị. Bởi vì thời gian đi qua không bao giờ tìm lại được. Cho nên cái quý nhất là thời gian. Nhưng mà người ta luôn luôn nghĩ cái quý là tiền bạc, là vàng bạc, là ngọc ngà gì đó, châu báu gì đó. Nhưng mà bằng trí thông minh, bằng sự cần cù, bằng cái sự thông minh, chịu khó, con người ta có thể tìm ra tiền bạc, tài sản. Nhưng thời gian đi qua không bao giờ trở lại. Cho nên sư muốn nói với các vị, chúng ta hãy trân quý thời gian. Ngày trôi qua ngày, một ngày xé đi một tờ lịch, thì chúng ta phải xét lại là ngày hôm nay chúng ta đã làm được gì, lợi cho người, lợi cho mình, cho gia đình, cho cuộc sống, cho nhân sinh, xã hội. Bởi vì ai cũng tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định. Ngày rồi tiếp một ngày, tháng tiếp tháng, năm tiếp năm, mà chúng ta cũng không biết thời gian của chúng ta là được bao lâu. Cái định luật vô thường đối với mỗi con người, chúng ta không biết bao giờ là chúng ta kết thúc cuộc sống trên thế gian này. Cho nên mỗi một ngày là món quà tặng quý giá của cuộc đời dành cho chúng ta, nên không được phí phạm thời gian. Mà Đức Phật không có nói nhiều lời để nhắc chúng ta quý trọng thời gian. Đức Phật dùng một cái từ mà ai người con Phật cũng nhớ. Đó là từ gì? Tinh tấn. Cái từ tinh tấn tức là nhắc chúng ta siêng năng làm những việc đúng chánh pháp. Các vị làm lộn, tạo ra tiền của cũng là việc đúng đắn. Tại vì mình sống trên cuộc đời này, mình phải có trách nhiệm với gia đình, với xã hội, phải có đi làm, phải có tìm ra của cải vật chất, nuôi sống gia đình và làm giàu có hưng thạnh cho đất nước, cho xã hội, cho con người. Đức Phật khuyến khích, nhưng chúng ta phải sống đúng chánh pháp. Đừng để một ngày trôi qua là một ngày tạo tội. Chúng ta rất khó mà tháo gỡ được khi chúng ta đã dẫm chân vào vết bùn nhơ. Vì vậy, quý vị quý thời gian thì mỗi một ngày hãy trân trọng rằng một ngày hôm nay tôi đã sống, nói năng, suy nghĩ và việc làm chân chánh. Tôi không tạo các ác nghiệp, tôi không sát sinh hại vật, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè, cờ bạc. Có nghĩa là chúng ta không phí phạm thời gian. Thì trong một ngày con người ta sẽ dùng cái khẩu này để tạo khẩu nghiệp, để nói lời gian dối, đòn sắp hai đầu thêm bớt, nói thô ngữ, ác ngữ, và nói để lợi mình hại người. Nhưng mà vô ngày tu bắt quan trai rồi, phải lo tụng kinh niệm Phật, nghe pháp, cho nên cái đức chúng như hải giúp cho chúng ta giữ giới. Vì vậy là sư nói các vị hãy tinh tấn tu tập. Còn nếu mình có những công việc mình không tham dự được, thì ở nhà chúng ta cũng phải thường sống trong các giới mà Đức Phật đã truyền cho các vị. Các nhà xã hội học khẳng định rằng có tới 85% các vấn đề trong cuộc sống hàng ngày đều liên quan đến cái tâm lý con người. Tức là đau khổ hay hạnh phúc nó liên quan tới cái thế giới tâm. Nhưng mà con người ta cứ đổ thừa là tại vật chất không à. Nhưng mà thật sự ra nó do cái tâm của chúng ta. Như trưa nay cũng có người ăn bát cơm với rau và muối, rất hạnh phúc. Có người ăn cơm cao lương mỹ vị, nhưng mà tô chén đập tan tành hết, nước mắt cãi nhau ở trong cái bữa cơm đó. Như vậy đâu phải do thức ăn, ăn cái gì mà có hạnh phúc.
hai vợ chồng cãi nhau, phải không nào? Trên mâm có cái món gì đó, con mèo nó tới nó tha mất, tại vì mắc cãi lộn rồi. Thành ra con mèo nó meo meo, cũng không ai để ý, nó leo lên nó tha cái dĩa có con cá con gì nó đem đi mất, thấy không nào? Mắc cãi nhau rồi, có gì là vui nữa đâu. Nhưng mà cái con người ta sống có chánh niệm thì người ta cũng phải nuôi dưỡng cái hạnh phúc trong gia đình của mình. Đời sống mình có giá trị khi mình sống với ai thì cái người đó, người bên cạnh mình có hạnh phúc. Khoan nói chuyện xa xôi, khoan nói chuyện đem hạnh phúc cho thế nhân. Mình sống gần ai, người đó có hạnh phúc thật sự. Cho nên chúng ta hãy biết, con người ta sống trên cái cuộc đời này, muốn làm được những điều tốt đẹp, hãy nghĩ đến cái sự tu tập từ tâm. Nếu chúng ta muốn đời sống mình tăng trưởng phước báo, được hạnh phúc thôi, hiểu chưa? Thì chúng ta khi sống với ai, hãy quan tâm người đó có hạnh phúc, có niềm vui khi sống với mình không? Mình đứng gần nói chuyện với ai đó, mình có lắng nghe người ta không? Hay hai người mà một người thì nói, một người thì cúi đầu vô cái điện thoại hay làm một cái việc khác, đâu có ai hiểu ai đâu, đâu có thông cảm được cho ai đâu. Cho nên mình đứng với ai, mình hãy tiếp nhận, hãy lắng nghe và hãy hiểu người. Chừng đó thôi các vị ơi, hoặc là một nụ cười thôi, nó cũng thể hiện cái từ trường an lạc của chúng ta. Đơn giản có như vậy đó mà tạo ra phước. Không đơn thuần đi bố thí, đi cúng dường mới tạo phước, mà chúng ta sống với người bên cạnh mình, chúng ta có một cái sự hiểu biết, lắng nghe và muốn người đó chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, cái phước đó rất là lớn, gọi là phước chuyển hóa cảm xúc khổ đau trong cuộc đời, đem lại phước báo rất lớn cho chúng ta, thưa các vị. Có một vài lần sư có nhân duyên đến xứ Mỹ. Sư thấy rằng cái người Mỹ họ gặp nhau, họ thường hay có một nụ cười lắm. Và dù cho người đi bộ hay người là quét rác và ngay cả những chú công an, cảnh sát ở trên đường, nếu mà mình có một đôi mắt thiện cảm nhìn là họ cười lại liền à. Người Việt Nam mình lại có một cái tấm lòng lương thiện, mến khách. Nhưng mà cái tốc độ cuộc sống bây giờ người ta quên cười luôn, người ta quên cảm ơn, quên xin lỗi, và người ta cứ lo chạy theo tốc độ để tìm kiếm một cái gì đó, có là kiếm tiền chăng? Thưa các vị, đời sống này ngắn ngủi lắm, hãy nhìn nhau trân trọng và mỉm cười thông cảm với nhau, thưa các vị. Như vậy sư đang nói cái thời gian nó rất quý. Vậy nhìn nhau là hãy cho nhau những cái gì tốt đẹp, ít nhất là một nụ cười. Sư đang nói cái gian đầu tiên là thời gian. Mà chúng ta đang tu tập là chúng ta biết trân quý thời gian. Có những người sử dụng thời gian để tạo ác nghiệp, để bất hiếu, để trộm cắp, để gian dối, để tà hạnh, để rượu chè cờ bạc, đốt thời gian, đốt phước báo, thì tất nhiên người đó phải khổ đau. Thì các vị đi nghe pháp tu tập là các vị muốn chuyển hóa đời sống, thì ai còn khổ nhiều phải nhìn lại mình. Chứ bây giờ không nói là trời tại đất, tại ông, tại bà, tại cha, tại mẹ. Con người đi biết tu phải nói rằng đó là nhân quả của đời con. Cho nên hãy trân quý thời gian, hãy tu tập trong chánh pháp. Và nếu mình nói là tôi đâu có rảnh để tu tập, thì chánh niệm trong lời nói, cẩn ngôn cẩn hạnh, thận trọng quả báo. Thay vì nhìn nhau với đôi mắt viên đạn, mang hình viên đạn, tức là hận thù, thế bằng một đôi mắt chia sẻ tình yêu thương, sự hoan hỷ, sự an ủi, chúng ta trân quý nhau. Biết đâu đời trước là ông bà, cha mẹ, thầy tổ, anh em của mình. Cho nên trân quý thời gian thì chúng ta đừng có tạo thêm kẻ thù trong cuộc sống này,
mà hãy yêu thương nhau trong từng giây phút được sống bên nhau, được gặp nhau dù chỉ thoáng qua mà thôi. Chuyện ngày mai khoan tính, hãy trân quý giây phút hiện tại ngồi bên nhau. Rồi nó sẽ qua đi và không có gì tiếc nuối. Bởi vì là tôi đã tu tập trọn vẹn một ngày bát quan trai giới, tôi không có gì tiếc nuối. Tôi đã nghe trọn vẹn một thời pháp và bây giờ là phải thực hành. Hãy nhớ đấy, Phật pháp là để thực hành. Ai không thực hành mà bàn luận, đó là hí luận. Đức Phật nói rất đáng thương cho những người không thực hành lời Phật dạy mà lại bàn luận. Bàn luận về Phật pháp thì đó là hí luận, bởi vì mình nói những cái điều mà chính mình chưa từng thực hành, chưa hiểu về nó. Và Đức Phật không bao giờ muốn đệ tử của Ngài rơi vào hí luận. Cho nên thay vì mình nói này nói kia, mình hãy niệm Phật. Có những người dùng thiền tập, có những người trì một câu Om Mani Padme Hum, có những người lạy hồng danh, có những người làm việc thiện, có người nghe pháp. Chúng ta có rất là nhiều phương tiện để đời sống này chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Như vậy điều đầu tiên, hãy trân quý thời gian. Trân quý ở đây không phải là đi làm hùng hục là trân quý. Có những người họ ngồi yên nhưng họ rất trân quý thời gian. Bởi vì ngồi yên trong sự gì? Thanh tịnh. Thanh tịnh về thân, thanh tịnh về khẩu, thanh tịnh về ý. Bởi vì đó là những cái ngày phút yên lặng để con người ta chuyển hóa tâm thức. Không phải ai cũng hùng hục đi làm mới là trân quý thời gian. Còn nếu làm thì không làm ác nghiệp, không nói lời ác, không nghĩ điều ác mới là trân quý thời gian. Thời gian là như vậy. Cái gian thứ hai nữa là cái gì? Không gian. Không gian vô cùng quan trọng. Đây, chúng ta đang ngồi trong một không gian, là một cái giảng đường. Ở trong cái ngôi nhà mình gọi là gian nhà, tức là cái nhà mình lớn nhỏ thể hiện cái phước báo của mình. Cái không gian của ngôi nhà, cái không gian, cái khu vườn, mảnh đất, cái không gian mà trời đất dành cho mình, nó cũng thể hiện cái phúc báo của mình trên cái thế gian này. Thế gian là cùng, ai cũng được hưởng cái thế gian hết. Cái thế gian không phải riêng của ai hết. Còn cái không gian này quy định cho chúng ta cái chỗ ngồi, chỗ nằm, chỗ ăn, chỗ học. Khi lớn lên bước chân vào xã hội, con người ta có thể tranh giành đất đai, rồi phẩm ốc lãnh địa muốn là của mình. Có khi kiện cáo tranh giành không ít. Nhưng các vị thấy đó, cứ mỗi lần nhớ đến chữ vô thường thì tự nhiên cái lòng phát khởi sự tranh đua đó, nó lắng xuống. Giống như một cái người đã cầu xin ông thần hãy cho con một điều ước nguyện. Con nghèo, con khổ quá, cầu xin ngày đêm thì vị thần xuất hiện mới nói ta sẽ cho con không gian đất rộng mênh mông. Bao nhiêu mẫu thưa Ngài? Con cứ việc đi từ đây cho đến khi hoàng hôn, vó ngựa của con dẫm đến đâu, đất của con đến đó. Thế là anh ta leo lên ngựa, phóng mà chạy. Mặc cho mưa, mặc cho nắng chang chang, mặc cho đói khát, anh ta đã không, ngày nay phải chạy. Bởi vì chạy đến đâu là đất của ta đến đó. Mình chạy cho đến lúc hoàng hôn thì anh ta ngã ngựa và cũng đồng thời là tắt thở, không ăn, không uống, không còn sức lực và chỉ cần biết là đất của ta, đất của ta, đất của ta. Và tất cả vó ngựa đến đâu, đất anh ta đến đó. Nhưng rồi anh ta không còn một giây phút nào để hưởng thụ cái mảnh đất đó, bởi vì lòng tham vô tận. Cho nên cứ nhớ đến cái sự vô thường mà hãy biết trân quý cái đời sống này
trân trọng cái không gian mà trời đất đã dành cho mình. Rồi còn một cái gian nữa, đó là nhân gian, rất là quan trọng. Đường nhân gian đầy ải gian lao, ai chưa qua chưa gọi là người. Cho nên sống cái cõi nhân gian này mới là cái khó nhất đây. Có đúng không các vị? Cho nên nhân gian là con người với con người. Trí tuệ con người thể hiện cách ứng xử với nhau, thể hiện con người đó có trí tuệ, có từ tâm hay không là ở sự ứng xử với nhau. Chứ không phải là văn bằng, không phải là chuyện học, không phải là chuyện đi nhiều, biết nhiều, mà cách ứng xử đối với nhau. Cư xử hòa hợp, chân thành. Sư hay nhắc cái tứ nhiếp pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Tu tập trong tứ nhiếp pháp, đó là một truyền thống tốt đẹp và cao quý, thưa các vị. Nhưng mà cuộc sống này con người ta ái ngữ không chân thành, lời nói ngọt là có một cái mưu đồ gì làm người ta phải sợ. Cho nên mình sống làm sao mà lời nói đó là lời chân thật, cái sự chất phác chân thành, hãy giữ gìn cái đó đừng để mất. Phú Yên có nhiều cái đặc biệt lắm các vị biết không? Biển là đẹp rồi đó, biển sạch, có sông, có biển, có núi, có đồi, có rừng, có ruộng, có rẫy. Chứ thành phố là chắc chắn không thể là có núi đồi. Có nơi có biển thì chẳng có sông, có nơi có sông thì chẳng có biển, có nơi có rừng thì chẳng có ruộng rẫy. Ở cái Phú Yên này có hết á. Chỉ cần con người ta biết tu tập thì con người ta sống trong một cái không gian tuyệt vời. Không gian đó hòa hợp thiên nhiên đất trời, hòa hợp giữa con người, mà lại sống biết yêu thương, sống biết tu tập, thì đúng với cái từ tỉnh Phú Yên. Chúng ta giàu đạo đức với tình thương thì không có nhà nào không có an lành hạnh phúc, thưa các vị. Mà mình có đạo đức tình thương tự nhiên giàu lên à, tự nhiên đất nước, thành phố mình, nhà cửa, xã hội mình nó giàu lên à. Cho nên cái nhân gian này nó nói lên sự tôn trọng, bao dung, thấu hiểu, mà phải trong sự tu tập. Nhiều cặp đôi ta kết hôn rồi ly hôn là bởi vì không có hiểu nhau. Nhiều khi sống là tình bạn đóng quay lưng với nhau là vì thiếu chân thành, không trung thực. Cho nên phiền não dễ phát sinh. Thế gian này không chỉ có tôi và bạn mà có rất nhiều người nữa. Có thể nói giữa người và người là một vấn đề tất yếu của sự sống. Các vị mỗi một người phải tìm ra cái điểm hạnh phúc của cuộc đời mình để mà tri ân. Cái người mà không có cái gì để biết ơn á, là con người đó khổ lắm. Mình phải tri ân cái cuộc đời này và làm được cái điều gì tốt, chúng ta hãy cố gắng mà làm. Thế thì bây giờ để gọi như thế nào gọi là sống trong cái nhân gian này mà mình đem lại lợi ích. Điều này Đức Phật đã giảng trong Kinh Tiểu Bộ, phần Phật thuyết như vậy. Đức Phật nói như sau: này các con, khi một pháp khởi lên ở đời mà mang đến hạnh phúc cho nhiều người, đem đến lợi ích cho nhiều người, không đem bất hạnh, không đem đau khổ cho chư thiên, cho loài người, đó là pháp hạnh phúc, đó là pháp hòa hợp. Tức là mình khởi lên cái ý, cái lời nói, cái việc làm mà đem lại lợi ích, đem lại hạnh phúc cho nhiều người, thì đó là cái pháp đem lại phước báo, đem lại hạnh phúc cho ta, cho người. Mà này các vị kheo, khi chúng ta gặp nhau không có tranh luận, không có mắng nhiếc, không có những sự chê bai từ bỏ nhau, con người hòa hợp, đi từ hòa hợp này đến hòa hợp khác, đó là con người biết sống, biết cư xử với nhau, gọi là cách sống giữa nhân gian, thưa các vị.
Cho nên nếu mà người ta nói hay thì mình lắng nghe, nói phải thì mình nên làm. Còn không thì mình cũng nên tập cái sự nhu hòa, chứ không nên là tranh cãi. Nói về không gian thì các vị có biết giữa cái mênh mông này chúng ta là hòa hợp. Cái không gian này là mấy trăm người đang ngồi hòa hợp chứ có phân chia đâu. Đó, nhưng mà nó có phân chia cái gì các vị biết không? Đức Phật dạy, trên cuộc đời này có bốn sự việc rất xa với nhau. Thế nào là bốn? Đây là không gian đây. Trời và đất rất xa với nhau. Bờ biển này với bờ biển kia rất xa với nhau. Từ chỗ mặt trời mọc đến chỗ mặt trời lặn rất xa với nhau. Và còn một cái nữa rất xa, đó là pháp thiện và pháp bất thiện rất xa nhau. Vậy mà có người sống trộn giữa thiện và bất thiện hằng ngày. Nhưng Đức Phật nói một pháp đưa chúng ta lên cõi cát tường an lạc, một pháp đưa chúng ta xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thiện và bất thiện là hai pháp rất xa nhau. Còn giữa con người Đức Phật không nói xa nhau. Mặt trời lặn, mặt trời mọc rất xa nhau. Biển bên này và bờ biển bên kia rất xa. Trời và đất rất xa. Nhưng Đức Phật không nói người với người rất xa. Nhưng sư muốn nói với các vị, rất nhiều người, hai vợ chồng sống với nhau mà rất xa nhau. Bởi vì sao? Bởi vì không phải tại anh, cũng không phải tại em. Tại nghiệp mà không tu, cho nên cách xa nhau ngàn trùng. Cho nên hôm nay ai có đang giận hờn trong gia đình, nghe pháp rồi về làm hòa đi nghe. Tại Đức Phật đâu có nói các vị xa cách nhau. Các vị đâu phải là mặt trời mặt trăng. Các vị đâu phải bờ biển bên này với bờ biển bên kia. Các vị là người với người sống với nhau, cho nên phải hòa hợp. Có một cái bác nông dân luôn luôn phàn nàn. Bác nói với một cái vị thầy rằng đời sống thất bát thì cũng than, mà được mùa thì cũng than. Được mùa thì bắt đầu là hai vợ chồng bàn về giá cả, bán được giá không được giá. Mà thời á, hạn hán lũ lụt thì mùa màng thất bát cũng lời qua tiếng lại. Bà vợ của bác nông dân cũng vậy, dù là một người phụ nữ rất tử tế nhưng mà cứ càm ràm complain ở bên cái tai của bác hoài, nói hoài. Đó, sao? Sanh con ra nó dễ thương, lớn lên nó bất hiếu, nó vô ơn, cảm ràng. Rồi á, đi qua nhà hàng xóm thì nói chuyện trong nhà cho nhà hàng xóm nghe, về nhà lấy chuyện hàng xóm kể trong nhà, đem lửa ngoài đường vô nhà, đem lửa trong nhà ra ngoài đường. Bác nông dân nói suốt ngày lúc nào cũng có chuyện để phàn nàn, chuyện của mình và chuyện của hàng xóm, thấy không nào? Đó, bây giờ xin thầy cho con một giải pháp nào đi. Chứ con thấy cái đời này cái gì cũng có thể có chuyện để phàn nàn, để phiền muộn, để u sầu hết. Người ta nói phiền não cũng rất là nhiều cái phiền não. 8,4,000 pháp môn tu thì 8,4,000 phiền não. Cái con số đó là nó nhiều lắm, phải không nào? Nhưng bây giờ có cách gì để hóa giải phiền não đây? Vị thầy nói giáo pháp của Đức Phật giúp chúng ta giải hóa các phiền não với điều kiện chúng ta tu tập chuyển hóa những cái muộn phiền đó bằng lời lành, việc lành, suy nghĩ lành. Thì cái ông nông dân nói ngày nào con cũng nói lành, ngày nào con cũng suy nghĩ lành hết á, và ngày nào con cũng làm lành hết á, mà con vẫn buồn. Tại vì ở bên tai con nó nhiều cái lao sao nó vo ve lắm. Cho nên á, con có làm lành, nói lành gì chăng nữa, con vẫn thấy cuộc đời này nó muộn phiền. Vị thầy mới nói như vậy là ông thiếu một pháp rồi. Cái pháp đó là hãy chấp nhận phiền não, nó là điều tất nhiên, như cơm ăn, như nước uống. Đời sống này không thể vắng mặt phiền não, bởi phiền não tức bồ đề, thưa các vị.
Cho nên phiền não đến mình hãy cảm ơn. Vì phiền não tức vô đê. Mình có phiền não mới có tu, có phiền não mới có chuyển hóa, có phiền não mới đo làm các công đức. Cho nên có một pháp giúp các vị chuyển hóa được nỗi buồn, đó là hãy chấp nhận nỗi buồn đó như cơm ăn, như nước uống, như hơi thở của mình. Mình phải chấp nhận nó để mình tu tập chuyển hóa đời sống an vui, thưa các vị. Như vậy khi có những chuyện trái ý nghịch lòng, như ông xã nói điều khó nghe, như đứa con không chịu học hành bất hiếu, như chuyện làm ăn nó không như ý, thay vì mình phàn nàn, bất mãn, than van, mình hãy nói lời cảm ơn. Bởi vì đây là con biết, chỗ này là cái khiếm khuyết của con nè, đây là cái chỗ con kém tu nè, đây là cái phước của con chưa đủ nè. Con xin cảm ơn trời đất đã nhắc nhở con, cho con biết đây là chỗ con cần phải tu thêm. Đây là Đức Phật dạy đó. Phiền não tức Bồ Đề, Đức Phật dạy. Phải chưa nào? Chứ đâu có bao giờ mà tách nó ra đâu. Cho nên trong Pháp Bảo Đàn Kinh Tổ dạy, Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mất Bồ Đề, y như tầm thố giác. Phật Pháp là không rời các Pháp thế gian. Ai mà rời các Pháp thế gian đi tìm Phật như là đi tìm lông rùa sừng thỏ. Còn chúng ta đã từng là vay nhiều trên cái thế gian này, chúng ta phải tu trong cái thế gian, tu trong cái pháp thế gian. Mà pháp thế gian là pháp gì? Pháp phiền não. Tu trong các pháp phiền não để biết mình còn kém phước, phải ráng sám hối tu tập, ráng làm các công đức, chuyển hóa ác nghiệp trong quá khứ để mình được hạnh phúc và đời được an vui. Hãy cảm ơn cuộc đời vì phiền muộn giúp chúng ta tinh tấn tu hành, chứ không là bản ngã của chúng ta nổi phừng phừng lên như núi Tu Di, không ai chịu nổi. Hãy nhớ đó là tội, là nghiệp của chính chúng ta. Như vậy Phật Pháp cho chúng ta thực hành, chúng ta sẽ chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau. Nếu ta u buồn vì những phiền muộn, hãy chấp nhận rằng cuộc sống luôn có những phiền não. Mình chấp nhận như vậy là mình hết buồn. Khi mình chấp nhận là mình hết buồn. Mà mình không chấp nhận mình mới buồn. Mình đẩy nó ra thì mới buồn. Mà mình tiếp nhận nó là mình hết buồn. Các vị thấy có đúng không? Bây giờ ai nói cái gì các vị trái tai, các vị rất muốn nói lại, tức lắm. Nhưng mình thấy ôi, đâu có gì đâu, cái đó là bình thường, nó không có giận. Nhưng mà mình giận tức là mình muốn gì? Muốn phản kháng. Chúng ta tu tập là không có cái sự phản kháng đó. Chúng ta hãy chấp nhận và chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. À, thế là cái ông nông dân đó, ông nói vậy hả? Vậy là bữa nào cũng phải có chuyện buồn, nghe càm ràm cho vui. À, tiếng của bả càm ràm giống như tiếng đàn rồi. Qua cơn mưa trời lại sáng, nói như Socrates vậy, thế là vui vẻ hết cả làng. Kính thưa toàn thể hội chúng, mỗi ngày đi qua như một món quà tặng cho cuộc đời. Nếu ai biết trân quý thì kể cả những niềm vui hay những nỗi buồn, chúng ta đều rất tri ân. Điều đó sẽ giúp chúng ta rất nhiều. Và muốn như vậy, hãy xem các pháp đến là chuyện tự nhiên. Đừng trách móc, đừng hỏi tại sao. Nó đã là nhân duyên mà, nó đến ngày đến giờ nó phải đến mà, phải không nào? Cho nên hãy đón nhận giống như một hạt lúa mà để nằm ở trên một cái sân sạch sẽ ở trong nhà thì nó khô héo và nó chết. Còn hạt lúa phải thảy ra ngoài đồng kia, chịu mưa nắng nó mới nảy mầm. Còn để trong góc nhà ấm áp, êm ấm như vậy thì nó khô héo và nó chết. Cho nên con người thử cái sức tu tập của mình qua các não phiền trong cuộc sống. Tất cả chúng ta khi nghe Pháp đều phải chuyển hóa.
Nỗi khổ niềm đau là do túi tham không đáy, mà nó xuất phát từ một niệm ở tâm, chứ không phải bằng hành vi của kẻ đi ăn trộm mới là tham. Chỉ một cái niệm tâm thôi các vị. Cho nên cái tâm mình phải sống trong chánh niệm, là phải biết nó sống trong cái thiện pháp. Tại các vị khởi ác pháp là các vị mất phước. Khởi ác pháp là mất phước, không đợi đến lời nói hay việc làm. Có người sẽ nói tâm nằm ở đâu? Đó, mình khởi cái gì lên là cái tâm của mình đó. Tâm của mình nó khởi đủ thứ hết. Ai khởi lên những niệm bất thiện là chúng ta đã đi xa chánh pháp. Cho nên có người nhìn cái bề mặt thấy tốt lắm, được lắm, nhưng cái tâm á, nó sẽ làm chúng ta mất phước rồi. Cái tâm gian dối đã làm mất phước rồi. Cái tâm tính toán đã làm mất phước. Cái tâm trả thù đã làm mất phước rồi. Cho nên ở trong nhà Phật đó, thân khẩu ý đều thanh tịnh mới cùng Phật vãng Tây Phương. Mà chúng ta phạm về ý rất là nhiều. Đó là vào thời quá khứ xa xưa, ở Diêm Phù Đề có một vị vua tên là Ma Đa Tu. Mà vị vua đó phước báo gọi là chuyển luân thánh vương. Vị vua đó đi đến đâu là phước báo vô kể, làm một cái cả một cõi giới lớn được hạnh phúc, chứ không chỉ là riêng cái đất nước của ông á. Mà cái phước báo cũng do mình, nghèo do mình, giàu do mình, chứ do ai? Tu do mình, phàm do mình, thánh do mình, chứ không do ai khác. Thì các vị biết như thế nào? Cái ngài Ma Đa Tu này quyền lực tột bậc, thống lĩnh 4 châu thiên hạ, mà có tới 84,000 tiểu vương là chư hầu của ông á. Tức là ông đi đâu đâu cũng có người là người tôn kính ông á. Thì cái ông Ma Đa Tu này, ông có phước báo lớn như vậy, mà cái tuổi thọ của ông với lại cái dân nước ông á, rất là vô lượng vô biên. Nghĩa là sống đến 84,000 tuổi luôn. Tức là vừa phước báo về tuổi thọ, về tài sản. Và tại sao ông phước báo lớn như vậy các vị biết không? Là bởi vì ở trong thời quá khứ, lúc đó ông chỉ là một kẻ nghèo thôi, là một người giữ vườn thôi. Nhưng mà đại lại vừa giữ vườn làm nghề là may vá quần áo rách cho người khác, chứ không được may đồ đẹp nữa. May đồ rách thì ta trả mấy xu chứ mấy, nghèo lắm. Lúc đó là thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, chùa chiền rất là phát triển, nguy nga tráng lệ, và ai cũng hộ trì chánh pháp, ai cũng thích cúng dường bố thí Đức Phật và tăng đoàn. Ông này, ông biết đời ông nghèo là bởi vì không có phát tâm sống cho mọi người. Ông ích kỷ thì ông nghèo. Đó, mình nghèo là mình biết nhiều kiếp mình chưa có mở tâm. Trong một cái lời pháp là mình phải suy gẫm, chứ mình đừng có nói trời ơi trời ở chẳng công, người ăn chẳng hết, người lành chẳng ra. Không phải đâu, trời rất công bằng, do mình thôi. Thì cái ông này nè, ông á nghèo và ông muốn cúng dường, chẳng có gì để cúng. Cho nên ông nói than ôi, ta thật là bạc phước, nhưng mà bây giờ ta phải tăng tốc lên may nhiều hơn để có một chút tiền mà cúng dường. Tại vì ta biết cái phước mà cúng dường hay là bố thí đó, nó đem lại cho mình cái sự dư giả giàu có, là ở cái sự biết nghĩ đến người khác mà không sống cho riêng mình. Cho nên ông nôn nao muốn góp phần công đức. Ông may là may ngày may đêm để mà kiếm được một chút tiền. Mà đến cái đồng tiền có được rồi đó, thì các vị biết không, chỉ kiếm được vài chục đồng bạc, mà giờ trai tăng đã sắp đến rồi. Ở bên xứ Ấn Độ đó, thì cái bữa ăn nào người ta cũng sử dụng các loại đậu, đậu đen, đậu xanh, đậu vàng, đậu đỏ thay cho thịt. Tại vì đạm nó nằm ở trong các loại đậu rất là nhiều, mà người ta không có ăn thịt. Cho nên ông mới là mua những cái loại đậu đó để mà ông cúng dường. Mà các vị biết cả ngàn vị tăng mà có nắm đậu trong tay. Ông nói trời ơi sao mà ta bạc phước, bây giờ đã muốn cúng dường cũng không biết làm sao mà cúng dường Phật với lại chư tăng vì có một nắm đậu trong tay à. Rồi đó, người ta thấy ông nghèo như vậy đó,
thì người ta cũng đâu cho ông là đứng ở phía trên đâu nào, thấy không nào? Cho nên là đẩy ông ra đằng phía sau. Tại vì con cái nắm đậu trong tay, còn người ta dâng biết bao nhiêu cái cao, cao lương mỹ vị, người ta xin dâng cúng tăng đoàn. Cho nên đẩy ông ra phía sau. Ông nói quả là ta rất là kém phước, bây giờ chỉ có một nắm đậu thì cũng không có ai cho đến cúng dường Đức Phật. Cho nên bắt đầu ông mới xin rằng thôi thì ta đứng ở đây, ta ném những hạt đậu vào, nó rơi vào bát của vị tăng nào thì coi như ta xin cúng dường cho vị đó. Chứ đâu có, nếu bỏ hết vào một bát thì làm sao gieo duyên. Cho nên cứ mỗi một hạt đậu bỏ vào một cái bát. Mà tăng đoàn thì đi ngang như vậy, ông từ xa ông cứ ném vô, thì coi như là trúng vô bát nào hay bát đó. Mà rớt thì sao? Thì đành chịu thôi. Suy như vậy xong rồi bắt đầu ném từng hạt. Nhưng mà kỳ diệu thay, do tâm thành khẩn, do nguyện lực vĩ đại của ông, cho nên hạt đậu của ông đều rơi vào bát của Đức Phật và chư vị tỳ kheo. Cứ mỗi một hạt đậu lại rơi vào một cái bát, không có rớt ra ngoài. Đó, đây là chuyện Đức Phật kể sự lặp lại ạ. Không có rớt ra ngoài vì cái tâm thành của ông. Chứ nó không phải là do cái gì ở bên ngoài đâu, nó từ tâm. Mà bây giờ ông là bằng cái tâm thành, cho nên ông cúng đâu các ngài nhận đó. Mà mình cúng á, mà không đến, mà hoặc là không được nhận á, mình cũng xem lại tâm mình. Cho nên các vị biết sao không? Trời ơi, cái tâm ông trong sạch như vậy, ông thấy nó lọt vào trong các cái bát như vậy, thì ông càng phát tâm trong sạch và phát nguyện rằng trời ơi thật là kỳ diệu, thật là oai đức thay phước đức của chư Phật và Thánh Tăng. Trong kiếp vị lai, con nguyện công đức cúng dường này sẽ trở thành một vị chuyển luân thánh vương. Con sẽ có tất cả mọi phước báo trên đời, mà chỉ cần con vỗ tay nhẹ thôi là mưa báu rơi xuống. Thì xin lời nguyện này đừng sai bao giờ. Thì khi hết tuổi thọ, ông được sanh vào trong cõi trời nhiều kiếp, chứ không phải là được liền. Nhiều kiếp ông tu ở trong các cái cõi giới, tiếp tục cái hạnh bố thí cúng dường. Và đến khi nó viên mãn rồi đó, thì ông sanh làm hoàng tử và cuối cùng lên ngôi vua Mandatu, giàu có vô tận vô biên, là cái vị vua mà sư đang kể chuyện cho các vị nghe đây. Và các vị có biết rằng một ngày kia ông đã hỏi rằng: ta không biết rằng cái cuộc đời ta hưởng phước báo như thế này, nhưng ta muốn hỏi các quan rằng có cái nơi nào mà còn sung sướng lạc thú hạnh phúc hơn ta không? Đó, thì có các quan tâu lên rằng: muôn tâu hoàng thượng, nếu ở trần gian thì không ai bằng bệ hạ, nhưng mà nếu nhìn lên trên trời thì cung trời tứ đại thiên vương thì sẽ đặc biệt hơn cái cõi ta bà này. Khi cái vua chuyển luân thánh vương không thể sánh với cõi trời tứ đại thiên vương, đó là cái cõi trời gần nhất đối với chúng ta. Vua Mandatu nghe như vậy rất là đẹp ý, lấy cái vòng chuyển luân thánh vương đây cho ta, bởi cái vòng đó nó sẽ có phép màu. Ông chỉ cần là gì? Đưa lên trên đầu ba vòng, lập tức cõi trời tứ đại thiên vương xuất hiện. Tại vì ông đã nguyện rồi, phải không nào? Vỗ tay là phước báo đến mà. Huống chi ông đưa cái vòng vua thiên tử lên trời, ba vòng thôi thì cõi trời tứ đại thiên vương xuất hiện các vị. Và chư thiên trong cõi trời tứ đại thiên vương thấy Đức Mandatu bèn đem lễ vật hoa hương đến cúng dường và xin kính dâng đức vua cõi trời tứ đại thiên vương. Thấy phước báo của ông không? Cho ông làm vua cõi trời tứ đại thiên vương luôn. Xong rồi ông ở cõi trời đó cũng mấy muôn ngàn năm đó. Rồi một ngày kia ông lại hỏi rằng: này các đại thiên vương, có nơi nào đặc biệt hơn cõi tứ đại thiên vương không? Thì các vị ở trên cõi trời tứ đại thiên vương mới tâu rằng: muốn tâu đại vương, nơi đây lạc thú tuy là cõi tứ đại thiên vương, nhưng chỉ hơn cõi ta bà.
mà có một cái cõi trời tuyệt vời gấp ngàn lần cõi này, đó là cung trời Đao Lợi. Đức Mandatu nghe như vậy, cầm cái vòng chuyển lên Thánh Vương lên. Ông biết ông có phước mà, thấy không nào? Ông biết ông có phước, cho nên ông mới cầm cái vòng lên, ông quay. Quay lên ba lần thì lập tức vua Mandatu và triều thần liền gỡ cõi trời Đao Lợi. Đức Đế Thích là vua cõi trời Đao Lợi, mang hương hoa xin cống hiến một nửa cõi trời Đao Lợi cho vua Mandatu. Các vị thấy chỉ từ cái niệm không? Cái niệm muốn là có, các vị thấy không? Mandatu thấy quả thật là những cõi trời quá tuyệt vời, nhưng ta chỉ có một nửa cõi trời Đao Lợi. Nếu ta giết vua Đức Đế Thích thì một mình ta sẽ ngự trọn vẹn cảnh trời Đao Lợi, mới xứng đáng là địa vị Mandatu phước báo vô lượng. Nhưng mà vừa khởi cái ý nghĩ đó lên thôi thì Mandatu bỗng cảm nhận triệu chứng bất thường từ thân mình. Hoa trên đầu héo hết, mùi hôi tự nhiên nó phát ra, các vị. Suy yếu, mỏi mệt, kiệt quệ như đèn sắp tắt và không thể nào chung sống với cõi thiên được nữa. Tự nhiên một ý nghĩa phát khởi, không còn được sống trong cung trời Đao Lợi và cũng chẳng được sống trong cõi trời tứ đại thiên vương, và lọt xuống lại cái vườn thượng uyển ngày xưa, tức là lọt xuống lại cõi Ta Bà. Người giữ vườn trông thấy đức vua Mandatu mừng quá, tại vì là mấy ngàn năm trên cái cõi trời đó giống như một giấc mơ để thử vua Mandatu mà thôi. Trên khi mà ông lọt xuống dưới trở lại thì người giữ vườn thấy đức vua như vậy vội vào báo lên. Thì cái đức vua trưởng dòng hay tin vua Mandatu trở về đi vắng bấy lâu nay, lập tức thân hành đến vườn thượng uyển cùng với 84.000 tiểu vương mang long xa long sàng đến rước vua về triều. Nhưng mà lúc đó đức vua ngồi lên và tuyên bố rằng: thôi, ta không làm vua nữa, ta không rời chiếc long sàng này được nữa, tại vì thân ông yếu rồi, ông kiệt quệ rồi, đâu có làm vua được. Các vị hãy lưu ý rằng sự tham muốn của con người là vô bờ bến, không bao giờ chấm dứt được. Nếu sau này có ai hỏi vua Mandatu khi chết tranh trối điều gì, thì các ngươi hãy nói điều này: ta đã có được 7 báu, ta có 4 châu thiên hạ, ta đã được ngồi chung trên cõi trời Đao Lợi, cai quản nửa cung trời, và ta đã chết đi do lòng tham và ác tâm trỗi dậy, và lời nói này là lời nói sám hối của ta. Vì khởi lòng tham mất hết, nhưng mà biết sám hối, biết nói một câu nói chân thật sám hối, cho nên sau khi chết được thọ sanh nơi lạc cảnh để mà tu tập. Và Đức Phật kể câu chuyện này cho chúng ta nghe và nói rằng: này các con, chỉ cần một niệm tham, chúng ta đã mất rất nhiều công đức. Cho dù là niệm ham muốn sự đắc đạo cũng là niệm tham và sẽ mất đi rất nhiều công đức. Cho nên ở trong giới luật nhà Phật có cái gọi là tăng thượng mạng, nghĩa là mình tưởng rằng mình được như thế mà mình chưa có, mất hết phước. Thấy như vậy nhưng mà cái tâm địa mình nó sa đọa vào trong cõi địa ngục. Sư muốn kể cho các vị nghe một cái câu chuyện. Câu chuyện đó nói lên cái cuộc đời này, dù cho bao nhiêu cái niềm vui, cái sự hưởng thụ thích thú trong cuộc đời, rồi người ta phải nhìn thấy, phải biết tu đạo, phải biết tu tâm sửa tánh, con người mới có thật sự có niềm vui trong cuộc sống. Một thời lúc đó Đức Phật ở Tịnh Xá Kỳ Hoàn thuộc thành Xá Vệ, có 3 người cãi nhau về sự hạnh phúc khoái lạc trong cuộc đời. Người thứ nhất nói: cuộc đời này gia đình mình có phước lộc thọ, con cháu đông đủ quyền quý, rồi hưởng thụ lạc thú, đó là khoái lạc nhất, hạnh phúc nhất. Một người thứ hai thì nói: làm gì thì làm đó, tôi thấy chỉ có tiền nhiều thôi,
tiền nhiều là sẽ có hạnh phúc, bởi vì muốn gì cũng được. Người thứ ba thì nói rằng: mấy ông nghĩ đi, nhà có con đông, tiền có nhiều mà không có thê thiếp, nó buồn lắm. Thế rồi họ cãi cọ với nhau xem ai là người đúng nhất. Cuối cùng Đức Thế Tôn đi đến nghe và mới hỏi: các vị đang nói gì thế? Thì họ mới trình bày với Đức Thế Tôn rằng: chúng con đang hỏi với nhau trên cuộc đời này cái gì là hạnh phúc, là khoái lạc. Thế rồi Đức Thế Tôn nghe như vậy mới giải thích như sau: vì không học tập chánh pháp nên các con chỉ tìm khoái lạc theo sự hưởng thụ của mình và cho đó là hạnh phúc. Thật ra chưa nhìn thấy rõ cái khổ hay sao? Các con cần phải lắng nghe, ta sẽ cho các con hiểu rõ. Đó là lời của Đức Phật mà nay sư nhắc lại cho các vị nghe. Thứ nhất, các vị nói mình có nhà cao cửa rộng, con cháu đông đầy, đó là khoái lạc, là hạnh phúc. Thế thì các vị có biết không, mỗi năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, rồi thay đổi liên tục. Xuân đến rồi xuân đi, rồi hạ về nóng bức, hạ đi rồi thu đến, thu tàn rồi đông đến, mà cứ luân chuyển như vậy. Chúng ta cũng thế, mùa xuân nhỏ lớn lên xinh đẹp, rồi cũng đi về tuổi già, rồi bệnh và chết. Cuộc đời này bản chất các pháp đều là vô thường. Người thân cũng thế, con cháu cho nhiều rồi cũng sẽ sanh ly tử biệt, mà biệt ly mãi mãi không bao giờ trở về. Cho nên con cháu nhiều rồi sẽ chứng kiến rất nhiều sự sầu khổ của biệt ly, của đám ma và đám chết, ta thấy có vui gì đâu. Điều thứ hai, tiền của nhiều các con cho là hạnh phúc phải không? Nhưng khi tiền nhiều thì cuộc sống này con người phải có phước báo, đồng tiền nó mới lâu dài. Còn sáng, giàu sang, chiều, khô cạn, nó cũng là bản chất của cuộc sống này. Bởi là nhà cháy, nước cuốn trôi, con cái phá hoại, chiến tranh, động đất, thiên tai, làm ăn thất bát, có nhiều lý do để đồng tiền không ở mãi với chúng ta. Nó cũng bị quy luật vô thường. Cho nên có tiền thì vui, khi mất tiền có vui không, hay còn khổ đau chồng chất. Cho nên tuổi tiền nhiều cũng là nhân cho sự lo sợ rằng cái tiền này có ở mãi với ta không, cũng là một nỗi lo âu. Điều thứ ba, các con cho rằng vợ xinh đẹp, thê thiếp nhiều, đó là dục lạc, đó là hưởng thụ, sung sướng cho cuộc sống. Nhưng mà ta thấy rằng từ ở trong cái cung vua, con vua cháu chúa đó cũng là lắm chuyện ghen tuông, ngoài đời cũng bất an cãi cọ, cũng bởi những chuyện không có chung thủy với nhau trong cuộc đời. Mà phần lớn là như vậy, bởi do lòng tham ái. Cho nên đó là thảm hoại sầu bi. Ngày mới gặp nhau thì cứ là trăm năm hạnh phúc, nhưng chẳng bao lâu, bởi vì cũng vì lòng tham mà con người ta phản bội, chia ly, đủ mọi chuyện bất hạnh trong cuộc đời, ta cũng có thấy vui chỗ nào đâu. Cho nên những cái gì mà chúng ta cho là hạnh phúc, là hưởng thụ, là sung sướng, như con cái, con cháu đông, tiền bạc nhiều, vợ con thê thiếp xinh đẹp, tất cả những điều đó đều không ngoài quy luật vô thường. Cho nên cái người trí chỉ có một niềm hạnh phúc thôi, đó là có sống đạo, có tu nhân tích đức thì cuộc đời mới vui. Như vậy là ai có những cái quan niệm về hưởng thụ, hạnh phúc khoái lạc do tiền bạc, do con cháu đầy đàn, vợ con thê thiếp, đó là cho hưởng thụ dục lạc, Đức Phật cho rằng chúng ta chưa có trí tuệ, chưa có sáng suốt. Bởi vì tất cả đều bị quy luật vô thường. Sư nhớ cái câu chuyện mà ngày xưa bà Nguyệt Trăng Đài, đó là Visakha, người cúng dường
rất là nhiều. Nếu mà bên nam có ông cấp cô độc cúng dường đệ nhất, thì bên nữ có bà Visakha, dịch ra tiếng Việt là Nguyệt Trang Đài. Bà cúng dường tam bảo rất là lớn. Bà cúng dường rất nhiều cho nên bà rất là khỏe mạnh và bà rất là xinh đẹp. Đẹp đến mức độ mà bà đã 80 mà cháu gái 20 tuổi mà cũng không phân biệt được ai bà, ai cháu. Thì bà cúng dường mà tâm của bà nó hồn nhiên mà nó buông xả mà nó hạnh phúc quá. Cho nên cái tuổi thanh xuân nó ở với bà bởi cái tâm hồn của bà nó nhẹ nhàng. Mà người ta nói bạch Đức Thế Tôn, làm sao phân biệt được ai bà, ai cháu. Bà tới là gần 100 mà vẫn đẹp quá luôn đó. Đức Phật nói đẹp là bởi vì bà cũng thường xuyên đi nghe Pháp lắm. Bà sống trong lời Đức Phật dạy, cho nên bà mới hóa giải những cái nỗi khổ niềm đau. Chứ sống ở cõi ta bà này không ai mà không khổ. Nhưng mà nghe Pháp, thực hành thì sẽ chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau. Thì bà thường đi nghe Pháp, đi với đứa cháu. Mà nghe Pháp xong rồi đứng dậy á, ai đứng lên trước người đó là cháu, ai đứng lên sau người đó là bà. Vì già rồi thì phải yếu hơn đứa cháu, cho nên muốn biết ai bà ai cháu phải lúc nghe Pháp xong thì sẽ biết người nào già, người nào trẻ. Đức Phật dạy như vậy đó. Các vị thấy có đúng không? Thấy như vậy thôi chứ chẳng ai sống mãi trên đời. Cho nên Đức Phật dạy chỉ có sống đạo thì cuộc đời mới có hạnh phúc, an vui. Chúng ta phải biết chia sẻ với cái khổ đau chung của nhân loại, của đồng bào, của gia đình, xã hội. Và chúng ta vui với cái vui chung của muôn loài. Vì vậy, lúc nào cũng thấy người vui có cái vui của mình trong đó. Người khổ là mình cũng phải có cái sự chặn lòng, thông cảm, sẻ chia. Có như vậy chúng ta mới gọi là người con của Đức Phật. Tu tập trong chánh pháp thì mở rộng lòng từ bi, mà ai tâm từ bi lớn sẽ chuyển hóa được khổ đau. Cho nên nghe pháp hôm nay, các vị sẽ nhớ đời sống này hạnh phúc không phải là sự hưởng thụ dục lạc, tiền bạc, vợ đẹp, con xinh, mà hạnh phúc trong cuộc đời là tiết chế dục vọng, có trí tuệ sáng suốt, nhìn ra vạn pháp trên thế gian vốn rất vô thường. Cho nên tinh tấn mà tu hành, tinh tấn nghe pháp, tinh tấn chuyển hóa thói hư tật xấu. Thế thì chúng ta nhớ đó, cái cuộc đời này nếu ai chỉ thấy cái sự hưởng thụ ăn, ngủ, uống các chất gây say, gây nghiện, hưởng thụ, tiêu xài tiền bạc cho cá nhân, cho cái ích kỷ của bản thân mà cho rằng đời ta có sự hưởng thụ, có hạnh phúc, thì với cái nhìn tuệ giác của Đức Thế Tôn, đó là một người rất là vô minh. Và chúng ta sẽ biết cái con người biết tu tập, biết chuyển hóa, thì đó là con người sẽ có được niềm hạnh phúc trong cuộc đời. Cuộc đời chúng ta nó sẽ rất là nhiều thứ. Nó có một chữ mà nó chi phối, chữ gian các vị. Gian này không phải gian manh, không phải gian tham. Tu là phải chuyển hóa cái gian tham đó. Bởi vì là cái tham nó câu sinh với chúng ta trong nhiều kiếp sống. Lọt lòng ra là đứa bé đã khóc ngằn ngặt để đòi bú rồi. Và cái gì không vừa ý nó là nó khóc ré lên. Bởi vì tiếng khóc là vũ khí của một đứa bé. Và khi nó muốn cái gì không được thì nó khóc. Nó khóc ghê gớm lắm. Cho nên á, các vị sẽ biết rằng cái tham có thể nói là nó câu sinh với đời sống của chúng ta trong nhiều kiếp sống. Và mình không thể nói tôi không tham. Bởi tham nó là cái bản chất. Mà do mình tu tập, mình biết tham sẽ đem lại cho mình sự khổ đau. Và mình đi tu tập là vì mình không muốn khổ đau. Đức Phật ra đời vì một nguyên nhân duy nhất là đem lại an vui và hạnh phúc cho chư thiên và loài người.
Cho nên lời nào của Đức Phật dạy cũng muốn cho mình được an vui hạnh phúc. Thì Đức Phật nói tham sân si là những con rắn độc. Cho nên khi con người ta không được như ý muốn, một cái đứa bé mới sinh nó đã khóc, nó càng lớn tiếng khóc nó càng to để nó đòi những điều như ý nó. Cho nên sức mạnh của một đứa bé đó là tiếng khóc. Sức mạnh của kẻ trộm là gì? Đó là vũ khí. Nó sẽ giết cái gậy, cái con dao, cái khẩu súng. Để ai phát hiện nó lại sẽ làm tổn hại người khác để thực hiện ý đồ. Sức mạnh của vua chúa là quyền uy. Sức mạnh của kẻ ngu là sự áp đảo. Mình sống mà chỉ lời nói đơn giản dễ thương mà ai cũng nghe mình, chứ mình dùng cái sự áp đảo cho người ta sợ, đó không phải là sức mạnh của trí tuệ. Mà Đức Phật cho kẻ ngu hay dùng sức mạnh để áp đảo kẻ khác. Nó đâu có hay ho gì mà đi ăn hiếp người khác. Tôi có hay ho gì chuyện bạo lực học đường, một nhóm đánh một đứa để rồi cái bạn đó phải bỏ học hoặc thậm chí tự tử. Thì cái sức mạnh đó, đó là sức mạnh của kẻ ngu, chứ không có hay ho gì hết. Thế rồi sức mạnh của bậc hiền trí là gì? Đó là sự cảm hóa. Ngày xưa Đức Phật cảm hóa cái thế gian này bằng cái tâm từ bi, bằng trí tuệ. Cho nên Đức Phật đi đâu cũng cảm hóa, giáo hóa con người, chuyển mê khai ngộ. Đó là bậc hiền trí thánh nhân. Sức mạnh của những cái người hữu học, tức là chịu tu tập như các vị đó, là nghe mà biết quan sát. Ai mà đi tu tập với trí tuệ là nghe quan sát. Điều đó đúng, phù hợp cái nhìn của bậc trí, các vị sẽ thực hành hàng ngày. Nghe thấy nó không phù hợp, không ai ép các vị phải làm cả. Cho nên cái người chịu nghe pháp, chịu tu học là nghe rồi phải thẩm sát lại. Gọi là văn là nghe, tư là phải tư duy lại, chứ không phải ai nói cũng đúng đâu. Rồi là mình phải tu tập để xem cái kết quả đem đến cho mình. Và còn phải cái sự gì? Cái sự thẩm sát lại của bản thân và của bậc trí. Cái việc đó rất quan trọng. Và sức mạnh của một vị sa môn, của một người tu, đó là sự nhẫn nhục. Cho nên ví dụ như chúng ta tu tập, sư thấy như vậy là quá tuyệt vời, chư thiên đang gia hộ. Sư nhớ lúc nãy trời nắng chang chang luôn á, mà bây giờ là mát rồi này nghe. Đó, hội chúng mấy trăm người nè, mà đâu có đến nỗi mà mồ hôi mồ kê ròng ròng đâu. Mà giả như có đi chăng nữa vẫn rất là tốt. Bên Ấn Độ cái mùa này này các vị, tháng 4, tháng 5 đổ đi đó là 50 độ C. Nhất là những vùng như Delhi là vùng của sa mạc, 50 độ C. Ngày xưa Đức Phật đầu đội trời, chân đạp đất đi khắp cái lưu vực sông Hằng giữa cái trời như vậy đó, thì nắng mưa có chỗ nào để than phiền đâu. Cho nên á, sư cảm thấy chúng ta hãy hạnh phúc là chúng ta có phước lành trong việc tu tập của chúng ta. A Di Đà Phật. Sư nhắc lại, sức mạnh của một đứa bé đó là tiếng khóc. Sức mạnh của kẻ trộm là vũ khí. Sức mạnh của vua chúa là quyền uy. Sức mạnh của kẻ ngu là áp đảo kẻ khác. Sức mạnh của bậc hiền trí là bằng tâm từ bi mà cảm hóa. Sức mạnh của vị chịu học chịu tu là sức mạnh của sự nghe và quan sát. Sức mạnh của sa môn là đức nhẫn nhục. Và còn một sức mạnh nữa, đó là sức mạnh của đàn bà. Đức Phật nói sức mạnh của đàn bà đó là phẫn nộ và sân hận. Người đàn bà mà giận lên, mà phẫn nộ lên, mà sân hận lên, thì nếu không tu tập, không có việc ác gì họ không dám làm. Mặc dù người phụ nữ luôn tượng trưng cho ánh trăng, cho vẻ hiền dịu, cho tâm từ bi, nhưng Đức Phật luôn luôn dạy thẳng, nói thẳng, nếu người nữ không tu thì cái sức mạnh của người phụ nữ đó là phẫn nộ và sân hận. Cho nên nó là một độc tố
tàn phá tâm hồn và thể xác con người, không chỉ đời này và đời sau. Cho nên nó là một cái nguyên nhân, là từ cái lòng gian tham đưa tới cái sự sân hận. Chúng ta tu tập làm sao phải chuyển hóa. Đức Phật ví sân như lửa dữ, như giặc cướp, như rắn độc. Và do đó chúng ta tu tập thì phải chuyển hóa cái phẫn nộ, cái sân hận, bởi vì nó sẽ phá nát cái đời sống an lành, hạnh phúc của chúng ta. Nói vậy không có nghĩa là người nam không sân nha. Cái sân, cái tham, cái si là cái tam độc nằm trong bản chất của con người. Mình khen rồi, nó đi tu học là đáng khen nè. Đó, hoan hỷ là đáng khen nè. Biết cúng dường, biết bố thí là giỏi rồi nè. Nhưng mà sư phải nói rõ, nếu chúng ta không tu tập, cái tham lam rất xấu, cái sân hận rất nguy hiểm, và cái si mê đưa chúng ta đi địa ngục. Nếu mà không nói thẳng nói thật thì uổng lắm, gặp nhau rất là đáng tiếc. Cho nên Đức Phật nói, trong cuộc sống này quan trọng nhất chính là sự chánh niệm mà lập công bồi đức. Chúng ta hãy chánh tâm tu hành. Người tiền rừng bạc bể mà còn ham muốn, người vô vàn công đức mà phát khởi lòng tham, cho dù tham đắc đạo, điều đó vẫn là trở thành túi không. Và đó chính là người nghèo. Người không tiền bạc túi không, nhưng biết đủ và luôn luôn tiếp tục tạo lập công đức, người đó chính là người giàu có vô biên. Như vậy hôm nay các vị rút ra được điều gì? Đó là tội từ tâm mà khởi là quan trọng nhất. Cái câu chuyện ông vua Mandatu, từ vua trời đau lợi mà mất sạch phước, để rồi là thành một ông vua tắt thở trên long xà. Chỉ là một niệm tham, một niệm ác khởi sinh. Cho nên mình hay nói là tam nghiệp thanh tịnh. Thì mình hay nói cái nghiệp về thân, cái nghiệp về khẩu, nhưng chúng ta ít quan tâm đến cái nghiệp ở trong ý. Mà chính cái nghiệp ý đó đưa chúng ta xuống những cảnh giới sa đọa, luân hồi. Vì vậy mà cái pháp sám hối là cái pháp mà hàng đệ tử, những người con Phật phải thực hành. Bởi vì ai cũng vậy, cố ý hoặc vô tình thường phạm các ác nghiệp về ý. Là sư mong pháp thoại hôm nay làm cho chúng ta sống chánh niệm. Bởi vì thiện nghiệp và ác nghiệp cách xa như giữa hai bờ đại dương, như trời với đất, như mặt trăng với mặt trời. Thiện và ác không phải là có thể gần nhau, trà trộn vào nhau để mà lừa dối mọi người và lừa dối chính ta. Sư mong pháp thoại này sẽ để lại trong lòng các vị những bài học sống thật với chính mình.